Đúng vậy đấy, bạn đang ở đây trong không gian giải trí tuyệt vời nhất, rạp chiếu phim Full D. Bạn bước vào một sảnh tối với màn hình tròn lớn, đeo tai nghe và cảm giác như hàng triệu cảm biến kết nối với tế bào thần kinh của não. 3, 2, 1 và bạn trở thành nhân vật chính của một bộ phim hay tuyệt. Giờ là ban đêm, bạn đang ở trên giường, rúc trong chăn vì trời khá lạnh. Bạn nghe thấy những âm thanh rùng rợn, như thể có gì đó đang cào lên tường từ bên trong. Bạn ra khỏi giường và cảm thấy bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Bạn đến chỗ công tắc đèn, quay lại và thấy một bóng đèn phía sau, ngay cạnh giường bạn. Nó ẩn trong bóng tối, nhưng đang nhìn chằm chằm về phía bạn. Bạn nhận ra đây là một bộ phim kinh dị và bật đèn lên. Bóng ma đã biến mất. Bạn bật đèn nhưng nó đã không còn ở đó nữa. Bạn nghe thấy một tiếng hú khàn khàn. Lộn ngược ngay trên trần nhà là một phụ nữ lớn tuổi đang đứng bằng bốn chân. Bà ta hét lên và nhảy bổ vào bạn. Tim đập loạn xạ, bạn lao ra khỏi phòng và đóng cửa ngay trước mặt bà ta. Bạn thật may mắn vì đây chỉ là một bộ phim, nếu không bạn sẽ gặp ác mộng sau chuyện này nhỉ. Bây giờ bạn đang ở trong bếp. Bên ngoài cửa sổ, những tia nắng mặt trời đầu tiên đang chiếu xuống. Có tiếng nhạc sôi động nhưng bạn không thể biết nó phát ra từ đâu. Trên bàn có máy xay sinh tố, hai quả trứng và một hộp sữa. Bạn liền làm món sữa lắc giàu protein và nhận thấy mình đang mặc một bộ đồ thể thao. Bạn ra ngoài, tiếng nhạc lớn hơn và bạn bắt đầu chạy. Các tòa nhà và đường phố lướt qua bạn nhanh như bay. Bạn cảm thấy hào hứng và nhận ra mình đang ở trong một bộ phim về thể thao. Bạn đang có thể lực rất tốt và sẵn sàng cho những thành tựu. Nhưng tâm trạng đó biến mất ngay khi một tòa nhà bên cạnh bạn phát nổ. Bạn bị ném sang một bên nhưng hoàn toàn không hề hấn gì. Giống như anh hùng trong các bộ phim hành động vậy. Có thêm nhiều vụ nổ gần đó và bạn phải chạy để sống sót. Một chiếc SUV với cửa sổ phủ màu xuất hiện ở góc đường. Bạn trượt qua mui xe và ngồi lên một chiếc mô tô thể thao đang đậu. Có vẻ như nó đã ở đó để đợi bạn và sẵn sàng để chạy. Bạn lái xe khỏi cuộc rượt đuổi. Phía sau bạn, đường nhựa nứt ra. Ô tô bị ném sang một bên như đồ chơi. Cửa sổ bị đập vỡ. Còn phía trước, bạn nhìn thấy một chiếc xe tải khổng lồ với tấm ván bằng gỗ ép vào đuôi. Bạn kéo ga đến mức tối đa. Chiếc xe rú lên, tăng tốc và bạn đã ở trên không. Và đúng lúc đó, có một vụ nổ lớn ngay phía sau bạn. Bạn va vào cửa sổ của tòa nhà gần nhất và nhảy ra khỏi xe. Bạn đang ở trong một căn phòng xám xịt với đồ nội thất cũ kỹ. Cửa sổ bạn nhảy qua đã nguyên vẹn trở lại và những hạt mưa đang tuôn xối xả vào khung cửa sổ. Bạn cảm thấy rất mệt mỏi và bối rối. Bạn đi qua đi lại, nhìn xuống đường phố bên dưới. Đột nhiên bạn thấy cảm hứng sáng tạo tuôn trào. Lúc này bạn nhìn thấy một cái bàn có máy đánh chữ ở trong góc. Bạn ngồi xuống và bắt đầu gõ điên cuồng. Các câu từ tuôn ra trên tờ giấy trắng. Bạn chắc chắn rằng mình đang viết ra một kiệt tác. Trên thực tế, văn bản này hoàn toàn vô nghĩa, nhưng nó không phải dành cho bạn. Bạn căng thẳng đến mức bật khóc. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Đêm rồi lại ngày và trên bàn có một chồng trang viết của bạn. Bạn lấy bản thảo và nhìn biên tập viên đọc nó. Một giọt nước mắt lăn dài trên má và cô ấy nói rằng bạn đã viết được một tác phẩm tuyệt vời. Nhưng bằng giá nào chứ? Bạn nói, cuốn sách này đã lấy đi mọi thứ của tôi. Bạn không biết chính xác nó đã lấy gì từ bạn, nhưng bạn cảm nhận được điều đó vì bạn đang ở trong một bộ phim buồn. Bạn rời khỏi tòa soạn và thấy mình đang ở trên phố, ngay giữa cảnh tắc đường. Một người đàn ông thò đầu qua khỏi cửa kính xe ô tô và nói, người lạ ơi, ngày đẹp quá nhỉ. Một người đi xe đạp lướt ngang qua vừa chạy vừa hét, xin đừng dừng lại và hãy nói hooray. Bạn thấy mình đáp lại, tôi không hiểu anh nói gì, nhưng có vẻ thật tuyệt và tôi tham gia. Hóa ra, bạn có một giọng hát rất hay. Mọi người xung quanh bước ra khỏi xe và hát theo bạn. Một con quạ đậu trên cột đèn và những con chim bồ câu đi ngang cũng hòa vào bài hát. Mọi người xung quanh đang nhảy như đã được diễn tập từ trước. Và một chiếc xe cứu hỏa bắn nước vào đám đông. Bài hát càng lúc càng lớn. Bạn muốn sống mãi trong vở nhạc kịch hài. Chà, chuẩn không cần chỉnh. Bạn bước vào một con hẻm tối tăm và mọi thứ xung quanh mờ dần thành những mảng màu đen trắng. Bạn đang đội chiếc mũ từ những năm 50. Bạn nghe thấy tiếng hú còi của cảnh sát, tiếng hét của ai đó, cửa kính vỡ. Thành phố này bị nhấn chìm trong lòng tham và sự lừa dối. Có vẻ như bạn vừa nói ra suy nghĩ này. Hay thật,
giờ bạn đang ở trong một bộ phim trinh thám tội phạm. Bạn đang ngồi trong văn phòng, trên bàn làm việc có một chiếc ly rỗng và những mảnh giấy ghi chú nằm rải rác. Ngày 17 tháng 12 năm 1954, hai ngày rồi tôi không ngủ. Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện ở cửa. Thám tử, tôi cần anh giúp. Cô ấy nói. Bạn lái chiếc xe cổ qua một thành phố đen trắng vào ban đêm. Bạn nhận ra đây không phải là phim, mà là một đoạn trailer của một phim trinh thám. Hình ảnh chuyển sang âm nhạc dữ dội. Bây giờ bạn đang tranh cãi gì đó với đối tác. Tiếp theo bạn đang ở trong một cuộc rượt đuổi ô tô. Bạn đá văng cánh cửa. Đương nhiên, cận cảnh chiếc còng tay đang được khóa chặt vào cổ tay ai đó. Âm nhạc dồn dập hơn và một giọng nói cất lên. Mùa hè này. Bạn ném một que diêm đã đốt xuống đất và mọi thứ bốc cháy. Tiền giấy từ trên trời rơi xuống. Cảnh tiếp theo là bạn đang đi giữa trời mưa lớn. Giọt mưa chậm chậm rơi xuống từ mũ bạn. Bạn đang nhe răng cười. Một thám tử rất đen tối. Giọng nói cất lên và trailer kết thúc. Và cứ như vậy thế giới lại đầy màu sắc. Bạn đang đi qua một con phố đông đúc và thấy một vỏ chuối nằm trên đường. Bạn đi quanh nó và nghe thấy tiếng cười. Bạn không hiểu nó từ đâu ra, nhưng bạn thấy ở gần đó có hai người bán hoa quả. Một người đang đưa cho người kia vài đô vì anh ta vừa thua cược. Người thua hỏi bạn, có phải trượt ngã rất đau không? Bạn nhún vai đáp lại và lại nghe thấy tiếng cười, giống như một đám người vô hình đang theo dõi bạn và cười nhạo trước hành động của bạn vậy. À, bạn đang ở trong một bộ phim hài tình huống. Một bà cụ đi ngang và bị trượt vỏ chuối. May mắn thay, bạn đã đỡ được bà kịp thời. Người bán hàng thắng cược lần trước đó liền trả lại tiền. Và bạn lại nghe thấy giọng cười một lần nữa. Cháu biết không, 100 năm rồi chưa có ai cứu bà khỏi bị trượt vỏ chuối cả. Bà cụ nói. Tiếng cười ở phía sau càng lúc càng lớn. Bạn thấy bực mình và chạy vội vào siêu thị gần nhất. Bạn đi giữa các kệ hàng và chất đầy đồ ăn lên xe. Một số người tiếp cận bạn từ nhiều hướng và chụp hình bạn với máy ảnh có ống kính lớn. Một trong số họ thậm chí còn nằm xuống đất, trốn sau những thùng táo. Họ chắc rằng bạn không thể nhìn thấy họ. Một giọng nói bình tĩnh và dễ chịu cất lên. Cảm giác đói bụng sẽ khiến người này bỏ thêm đồ ăn vào xe. Lúc thanh toán, con người này sẽ biết có khi anh ta không đủ tiền để trả cho mọi thứ. Bạn đồng ý với giọng nói đó và đặt lại chai sữa sô-cô-la lên kệ hàng. Những người có máy chụp hình đi theo bạn nhưng giữ khoảng cách. Bây giờ, người này đang trải qua một nghi thức phổ biến trong cộng đồng người đứng xếp hàng mua đồ ăn. Có lẽ lúc này bạn đang ở trong một bộ phim tài liệu về động vật hoang dã. Giờ bạn hiểu cảm giác của động vật rồi. Bạn bước ra khỏi siêu thị và đột nhiên có động đất. Mọi người đang la hét và phi thuyền xuất hiện trên bầu trời. Cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Bạn nhảy vào chiếc ô tô màu đen đang đậu và nó biến thành tên lửa Starship. Bạn lượn lờ trên bầu trời, tránh các vụ nổ. Tàu địch đang đuổi theo bạn. Bạn gọi điện thoại cho con trai lớn của mình. Con à, bố chưa bao giờ nói với con điều này, nhưng bố rất thương con. Con là điều quý giá nhất trong đời bố. Nhớ chăm sóc bản thân nhé. Bố, chuyện gì đang xảy ra vậy bố? Con trai bạn hỏi, nhưng bạn đã tắt máy. Bạn đang ở trong một bộ phim hành động khoa học viễn tưởng, kịch tính. Tên lửa của bạn đi vào không gian và bạn thấy con tàu khổng lồ của những kẻ xâm lược. Bạn lướt qua kẻ thù và đâm vào trung tâm chỉ huy của chúng. Một vụ nổ lớn sáng lòa không gian, loài người đã chiến thắng. Họ tuyên bố bạn là anh hùng, nhưng không ai biết bạn đã phóng ra từ phi thuyền vào giây cuối cùng. Giờ đây bạn đang sống một cuộc sống yên bình với gia đình trong một ngôi làng xinh đẹp. Hết phim, diễn viên chính, bạn, sẽ sớm công chiếu ở rạp chiếu phim gần nhà bạn.